về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Chào mừng các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của Vietjet, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các con thân mến, chúng mình đang cùng nhau tìm hiểu các bài học thuộc chủ đề 24, thuộc chủ đề 22, mưa và nắng. Chủ đề này là các bài học về những hiện tượng thiên nhiên vô cùng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của các con. Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học cuối cùng trong chủ đề ngày hôm nay, bài học số 4. Bài số 4 có tên gọi Thần mưa và thần nắng. Mời các con, chúng mình mở sách giáo khoa trang 43 để cùng cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Trước khi lắng nghe cô kể câu chuyện này, cô mời các con, chúng ta hãy quan sát lên màn hình, nhìn vào các bức tranh, đọc các bóng nói để xem là trong bài này sẽ có những nhân vật nào nhé. Quan sát trong bức tranh này, chúng ta thấy có những nhân vật. Đầu tiên, người mặc áo màu vàng, râu dài và trên đầu đội một chiếc mũ. Ở đây chúng ta đoán sẽ là nhân vật Ngọc Hoàng. Còn hai vị thần, người mặc áo màu cam, tóc cũng màu cam. Còn một người mặc áo màu xanh, tóc dài và màu xanh da trời. Chúng ta đoán người mặc áo màu cam này sẽ là thần nắng. Còn người mặc áo màu xanh da trời sẽ là thần mưa. Đây là ba nhân vật trong câu chuyện này. Quan sát hình ảnh, chúng ta thấy Ngọc Hoàng nói rằng người tài nhất là người giúp muôn loài sống yên vui. Đồng thời, hai vị thần thì trông như đang tranh cãi nhau. Vậy, chúng ta có thể đoán rằng hai vị thần đang tranh cãi nhau xem ai là người tài nhất và Ngọc Hoàng thì đang đứng ra để phân xử giữa hai người này. Quan sát bức tranh số 2 thì các con thấy thần mưa đang làm cho mưa xuống. Cánh đồng, nhà cửa thì đang ngập dưới nước. Bức tranh số 3 thì thần nắng đang tỏa ra những ánh nắng mặt trời làm cho ruộng đồng khô cạn, con vật đói khát. Bức tranh cuối cùng chúng ta thấy hai vị thần đã vui vẻ bắt tay nhau và cùng nhau giúp đỡ muôn loài. Vậy, không biết rằng cụ thể hai vị thần đã tranh cãi nhau điều gì? Điều gì đã xảy ra khi hai vị thần cho thêm nắng và thêm mưa? Và kết cục của câu chuyện như thế nào? Thì bây giờ cô sẽ kể cho các con lắng nghe câu chuyện này nhé! Câu chuyện của chúng mình có tên gọi Thần mưa và thần nắng. Thần mưa và thần nắng đều có tài, nhưng ai cũng cho rằng mình là người tài nhất. Một hôm, Ngọc Hoàng cho hai người so tài và bảo ai giúp muôn loài sống no ấm, yên vui sẽ là người tài nhất. Thần mưa làm ra những cơn mưa lớn giữa mùa hạ nắng hạn, khiến muôn loài reo vui. Khoái chí, thần mưa cho mưa lớn, kéo dài. Cây cối, nhà cửa ngập trong nước, muôn loài sợ hãi. Thần nắng làm cho cây cối đơm bông, kết trái. Thích quá, thần bèn làm cho nắng thêm. Nắng nóng khiến ruộng đồng nứt nẻ, sông suối khô cạn, muôn loài đói khát. Ngọc Hoàng bảo, mỗi người có một tài năng riêng, nhưng tài đó nếu làm cho muôn loài khổ cực thì lại là tai họa. Thế là từ đó, thần mưa và thần nắng không tranh giành hơn thua, mà cùng nhau giúp muôn loài xây dựng cuộc sống ấm no, yên vui. Vậy là vừa rồi, các con đã lắng nghe cô kể câu chuyện Thần mưa và thần nắng.
Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện những nhiệm vụ mà sách giáo khoa đưa ra cho các con nhé. Nhiệm vụ thứ nhất, quan sát tranh và trả lời câu hỏi dưới tranh. Bức tranh đầu tiên, câu hỏi số 1. Ngọc Hoàng quyết định điều gì? Quan sát bức tranh số 1, chúng ta thấy rằng bức tranh số 1, vị thần mưa và thần nắng đang tranh cãi kịch liệt. Ngọc Hoàng đang ở giữa. Nhìn động tác của Ngọc Hoàng, chúng ta đoán rằng Ngọc Hoàng đang phân giải giữa hai người. Ngọc Hoàng nói, người tài nhất là người giúp muôn loài sống no ấm, yên vui. Dựa vào bức tranh này, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất như sau. Ngọc Hoàng đã quyết định cho thần mưa và thần nắng so tài. Ai giúp cho muôn loài sống no ấm, yên vui thì là người tài nhất. Sở dĩ Ngọc Hoàng quyết định như vậy là bởi vì thần nắng, thần mưa ai cũng có tài và họ không ai phục ai, đều cho rằng mình là người tài nhất. Tiếp theo, câu hỏi số 2. Thần mưa đã làm gì? Quan sát bức tranh này, các con có thể thấy thần mưa đã làm cho mưa thêm. Các con có thể thấy thần mưa đã cho mưa xuống. Nhưng kết quả thì như thế nào? Các con thân mến, ban đầu khi thần mưa cho mưa xuống, làm cho mọi người reo vui bởi nó đã phá tan cơn nắng hạn. Do khoái chí và muốn hơn thua, thần đã cho mưa lớn kéo dài. Điều này đã làm cho cây cối, nhà cửa ngập trong nước, muôn loài sợ hãi. Ở đây, câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời như sau. Thần mưa đã làm mưa lớn kéo dài, khiến cây cối, nhà cửa đều ngập trong nước. Tiếp theo, bức tranh số 3. Bức tranh số 3, thần nắng đang làm nắng. Nhìn các con vật, con thì đang kêu khát quá, con thì kêu nóng quá, ruộng đồng cây cối thì đang chết khô và nứt nẻ. Ở đây, ban đầu, thần nắng làm cho nắng lên. Điều này khiến cho cây cối đơm bông kết trái, nhưng cũng vì tính hơn thua, thần nắng lại làm cho nắng thêm nữa. Điều này lại làm cho đồng ruộng nứt nẻ, sông suối khô cạn, muôn loài đói khát. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi ở bức tranh số 3. Tiếp theo, bức tranh cuối cùng. Cuối cùng, hai vị thần quyết định làm gì? Nhìn vào bóng nói, chúng ta cũng có thể biết. Cuối cùng, hai vị thần đã quyết định cùng nhau giúp muôn loài xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sau một hồi tranh đấu, và hai vị thần đều làm cho cuộc sống của con người đảo lộn. Chính vì thế, Ngọc Hoàng đã giải thích rằng, ai cũng tài, nhưng tài đó nếu làm cho muôn loài khổ cực thì lại là tai họa. Từ đó, hai vị thần mới hiểu rõ và không tranh chấp nữa. Vậy là chúng mình vừa cùng nhau hoàn thành xong nhiệm vụ số 1. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với nhiệm vụ số 2, kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh. Trước tiên là bức tranh số 1. Thần mưa và thần nắng đều có tài, nhưng ai cũng cho rằng mình là người tài nhất. Một hôm, Ngọc Hoàng cho hai người so tài và bảo, ai giúp muôn loài sống no ấm, yên vui, sẽ là người tài nhất. Bức tranh số 2. Thần mưa làm ra những cơn mưa lớn giữa mùa nắng hạn, khiến muôn loài reo vui. Khoái chí, thần cho mưa lớn, kéo dài. Cây cối, nhà cửa ngập trong nước, muôn loài sợ hãi. Bức tranh số 3. Thần nắng làm cho cây cối đơm bông kết trái. Thích quá, thần bèn cho nắng thêm. Nắng nóng khiến ruộng đồng nứt nẻ, sông suối khô cạn, muôn loài đói khát. Bức tranh số 4. Ngọc Hoàng bảo,
mỗi người có một tài riêng, nhưng tài đó nếu làm cho muôn loài khổ cực thì lại là tai họa. Thế là từ đó, thần mưa và thần nắng không tranh giành hơn thua, mà cùng nhau giúp muôn loài xây dựng cuộc sống no ấm, yên vui. Vậy là vừa rồi, cô đã kể lại cho các con nghe câu chuyện thần mưa và thần nắng. Để giúp các con có thể ghi nhớ và kể lại câu chuyện này một cách dễ dàng, cô có một trò chơi nhỏ như sau. Trò chơi của cô có tên gọi Thỏ về chuồng. Thể lệ của trò chơi này như sau. Bạn thỏ mẹ cho phép bốn bạn thỏ con đi chơi, nhưng đến giờ rồi mà vẫn chưa bạn thỏ con nào về. Các con hãy giúp thỏ mẹ đón các bạn thỏ con về bằng cách trả lời chính xác các câu hỏi mà cô đưa ra. Trả lời chính xác một câu là các con đã gọi được một bạn thỏ con về nhà rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ sẵn sàng bước vào câu hỏi thứ nhất nhé. Câu hỏi số 1. Ngọc Hoàng tổ chức so tài giữa những vị thần nào? A. Thần gió, thần mặt trời. B. Thần mưa, thần nắng. C. Thần nước, thần núi. D. Thần hoa, thần gió. Vậy, dựa vào nội dung của câu chuyện, các bức tranh và tiêu đề của câu chuyện, chúng mình có thể dễ dàng lựa chọn được phương án chính xác trong câu hỏi số 1. Ở đây, Ngọc Hoàng đã tổ chức so tài giữa hai vị thần mưa và thần nắng. Hai vị thần này ai cũng giỏi, nhưng không ai nhường ai, ai cũng cho rằng mình là người tài nhất. Chính vì thế, Ngọc Hoàng đã phải tổ chức so tài giữa những vị thần mưa và nắng. Vị thần nào giúp cho muôn loài có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên vui sẽ là người tài hơn. Vậy ở đây, phương án chính xác sẽ là phương án B, thần mưa và thần nắng. Những bạn nào có phương án chính xác là phương án B thì các con đã gọi được bạn thỏ con đầu tiên về chuồng rồi đấy. Tiếp tục, chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi số 2. Điều gì đã xảy ra khi thần mưa cho mưa thêm? A. Cây cối đâm bông kết trái. C. Ruộng đồng nứt nẻ, sông suối khô cạn, muôn loài đói khát. D. Muôn loài reo vui. C. Ruộng đồng nứt nẻ, sông suối khô cạn, muôn loài đói khát. D. Cây cối, nhà cửa ngập trong nước, muôn loài sợ hãi. Các con ạ, ban đầu khi thần mưa cho mưa xuống, muôn loài vô cùng reo vui, nhưng vì hơn thua, thần mưa lại cho mưa thêm, đã làm cho cây cối, nhà cửa ngập trong nước, muôn loài sợ hãi. Vậy, phương án chính xác ở đây phải là phương án D đúng không các con? Chúng ta cùng kiểm tra nhé! Phương án D là phương án chính xác. Với phương án này, bạn thỏ con thứ hai đã được các con gọi về chuồng rồi. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Điều gì xảy ra khi thần nắng cho nắng thêm? A. Cây cối đâm bông kết trái. D. Muôn loài reo vui. C. Ruộng đồng nứt nẻ, sông suối khô cạn, muôn loài đói khát. Và D. Cây cối nhà cửa ngập trong nước. Các con thân mến, cũng như vị thần mưa, ban đầu khi thần nắng cho nắng xuống thì cây cối đâm bông kết trái. Nhưng vì hơn thua, thần nắng lại cho nắng thêm, làm cho ruộng đồng nứt nẻ, sông suối khô cạn, muôn loài đói khát. Phương án C là phương án chính xác cho câu hỏi này. Nếu bạn nào có phương án chính xác là phương án C, thì các con đã giúp một bạn thỏ con về nhà với thỏ mẹ rồi đấy. Vậy là ba mẹ con nhà thỏ đã gặp nhau. Bây giờ ta đến với câu hỏi cuối cùng. Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì? A. Không nên ganh tị, hơn thua. B. Mỗi người nên cạnh tranh để thể hiện bản thân. C. Nên cùng hợp tác với nhau. Và D. Thần mưa và thần nắng, ai cũng tài năng. Các con thấy đấy,
thần mưa và thần nắng thì ai cũng tài năng, dẫn đến ai cũng tranh chấp mình là người giỏi nhất. Chính vì thế, Ngọc Hoàng đã phải tổ chức một cuộc thi tài để hai vị thần hiểu rõ được vị trí và hậu quả của việc cạnh tranh và hơn thua nhau. Ban đầu, thần mưa cho mưa xuống, ai nấy đều reo vui. Nhưng chỉ vì cái tính hơn thua, thần mưa lại cho mưa thêm. Điều này làm cho cây cối ruộng đồng ngập chìm trong nước, muôn loài sợ hãi. Như vậy, từ tài năng, thần mưa lại làm cho cuộc sống của mọi người thêm khổ cực. Cũng giống như thần mưa, thần nắng cũng thế. Ban đầu, khi cho nắng, cây cối đâm bông kết trái, thần nắng vui lắm. Nhưng bởi vì cái tính hơn thua giống thần mưa, cho mình là người giỏi nhất, thần nắng đã cho nắng thêm. Kết cục, cây cối chết khô, ruộng đồng nứt nẻ, muôn loài đói khát. Vậy là từ chỗ làm cho cuộc sống thêm tốt đẹp, thì cả hai vị thần đều làm cho cuộc sống con người khổ cực. Và giống như lời của Ngọc Hoàng nói, có tài mà làm cho cuộc sống của muôn dân thêm khổ cực thì đó đúng là tai họa. Ở đây, thông qua câu chuyện của hai vị thần, câu chuyện này muốn khuyên các con không nên ganh tị hơn thua. Bởi vì sự ganh tị hơn thua mà hai vị thần đã làm cho cuộc sống của muôn dân thêm khổ cực. Hiểu được điều này, hai vị thần đã không ganh tị hơn thua nhau nữa, mà làm hòa cùng nhau làm cho cuộc sống của muôn dân thêm ấm no và hạnh phúc. Vậy, dựa vào phân tích của cô, chắc các con cũng đã lựa chọn được phương án chính xác, đó là phương án A. Với phương án chính xác là phương án A, bạn thỏ con cuối cùng đã trở về chuồng rồi đấy. Các con thân mến, thông qua câu chuyện này, cô mong rằng các con đã ghi nhớ được những sự kiện, nội dung chính của câu chuyện Thần Mưa và Thần Nắng. Trò chơi vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay tại đây rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo của Việt Sách. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.